Xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là xương. Xương ngang đầu xe, vì chiếc phiên ngang đầu xe xương đỡ cản trước và đợt sốc trước của dòng xe Mitsubishi Outlander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái xương được làm bằng hợp kim, rất là dày dặn, được làm hợp kim. Đấy. Hàng được trực tiếp tôi nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về. Đấy, và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây, xương ngang đầu xe. Đấy, các cái mối hàn đúng theo chuẩn của hãng Mitsubishi Moto luôn. Đấy, thì trong cái này nằm ngay ở đầu xe phía sau cái bàn đực sốc và đỡ cái bàn sốc trước hay đỡ cản trước của dòng xe Mitsubishi Outlander. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, các bạn đâm va thì dẫn đến bị hỏng mất cái xương này. Nếu mà nhẹ thì đa phần anh em sẽ gò, còn nếu nặng quá thì anh em không thể gò được. Hiếu đã phụ tùng Mitsubishi An Việt, chuyên nhập khẩu phân phối tất cả phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em yêu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến dùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.